Ở đây mình có cái phần tường nước hồ này, thì các bạn phải có tường nước hồ này thì nó mới đỡ được cái khẩu độ đi cho cái xà gồ, chưa? Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn một cái công cụ là tường. Các bạn vào Architect này, các bạn kích vào vua này, kích mũi tên sổ ra. Ở đây nó có hai loại tường chính là tường kiến trúc và tường kết cấu, thì chúng ta sẽ làm rõ từng đối tượng một. Các bạn vào tường Architect này, đấy nó sổ ra, các bạn thấy không? Mình kích vào đây rồi. Ở đây nó có sẵn cái tường 200 này, các bạn edit 2 cho mình này, các bạn duplicate lên này, các bạn nhập cho mình là 250 này mm. Ok rồi, các bạn tập trung như này nhá, các bạn kích vào edit này. Thì ở đây 200, ở đây 200, ở đây là lớp tường thô, tường gạch 200 rồi. Các bạn insert cho mình thêm hai lớp nữa, hai lớp, các bạn nhấn vào đây up lên này, các bạn nhấn đây này, chọn đây up xuống này, down xuống rồi, down là xuống mà. Ở đây các bạn nhập cho mình, chọn cho mình là lớp hoàn thiện một này, và ở đây là lớp hoàn thiện một này. Thì ở đây hoàn thiện là lớp chat, thì các bạn nhập ở đây là 15 mm, 15 mm. Rồi cái phần lớp kết cấu ở đây thì các bạn để cho mình là 220 đi cho nó chuẩn đi, 220 thấy chưa, chuẩn là tường thì bao gồm có gạch 100 với lớp vữa nữa đấy, lớp 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 vữa xây đấy, thì sẽ có tường 220 chưa các bạn. Ok này, ở đây mình sẽ xây từ tầng 3, các bạn nhập bay, còn bay offset đây là 0 này nhá, xây từ tầng 3 cốt 00, tầng 3 cao độ 00 của tầng 3 này lên đến, các bạn chọn cho mình là mái này, đây các bạn bắt điểm từ bên này sang bên này cho mình. Thì khi mà các bạn bắt điểm này xong ấy, nó sẽ báo là không thể hiển thị cái đối tượng này ở trong cái view hiện hành đó. Thì các bạn can cho mình này, tắt lạnh này, các bạn để ở đây cho mình cái skip line này, skip line này đây, các bạn để về con delete này đó, thì nó sẽ hiện cái tường lên. Thì vừa nãy các bạn để là kết cấu, thì nó chỉ hiện thể hiện các đối tượng kết cấu thôi, cột dầm sàn đó, các bạn để là cái chế độ phối hợp, hoặc là để chế độ architect là kiến trúc này, thì nó sẽ hiện tường. Để chế độ phối hợp bộ môn lên này, và các bạn vào 3D này, đó mình sẽ có cái tường để là con đi lên này, các bạn có cái tường đây, được chưa? Đấy, các bạn để về cho mình là tầng áp mái, tức là tầng 3, và ở đây này là mái này, ok không? Tương tự ở đây này, mình vào lại mặt bằng mái này, tiếp tục mình lại ra lệnh lại một lần nữa để làm ví dụ này, chọn đây, các bạn chọn bay con chân là tầng 3 này, top là mái, các bạn upline cho mình, phải upline nhé. Rồi các bạn vẽ từ bên này sang bên này cho mình, ví dụ mà đến đây nó khó bắt điểm đúng không, các bạn cứ vẽ hẳn ra đây cho mình, can này 3D. Đấy, các bạn có cái lệnh là extend, extend này là bách extend một điểm, extend này extend là nhiều đối tượng cùng lúc, đây một đối tượng, các bạn chọn cái mặt phẳng này, các bạn chọn đây, ok không? Cái chỗ này là nó chưa đúng, cái này các bạn phải có cái dầm chạy sang đây để nó đỡ tường xây đúng không? Được chưa? Ví dụ như bên này này. Thì cái tường này khi các bạn vẽ xong ấy, các bạn có thể chọn đây, các bạn left này, các bạn edit profile này, mình pick line này, mình chọn đây, mình chọn đây,
mình escape thoát lệnh này, mình tr này, mình escape hai lần để thoát lệnh này, tab này, xóa này, mình delete này. Thì các bạn có cái tường thu hồi như này. Thì bây giờ ok, đây bây giờ mình cứ ví dụ là chia khẩu độ khoảng 2,5 mét một cái đi, xong có gì mình điều chỉnh lại, copy sang đây 2,5 mét một cái. Thì để đi từ các cái khoang sang, đi qua các khoang đúng không, đi qua các khoang thì các bạn phải có một cái cửa, một cái lỗ thăm ở đây, để một là lên để kiểm tra test nước, được chưa? Đó thì các bạn có cái công cụ ở đây là section box này, các bạn kích vào đây này, nó hiện cái section box lên như này, các bạn chọn ở đây, chọn này và quét chọn này, có cái mũi tên này, các bạn có thể kéo nó vào này, đi quay chuột này, kéo vào đây, đến đâu nó sẽ cắt đến đấy, thấy không, kéo ra này, kéo vào này, mình vào mặt led này, các bạn nhấn tab này, chọn này, thấy chưa? Ví dụ mà các bạn khó chọn quá, bạn lại nhấn tab tab đến khi nào nó hiện ra cái tường này. Edit profile này, mình chọn một cái đường gióng như này, đấy thì bây giờ cái cửa thì tối thiểu nó phải tầm 1 mét, thì các bạn nhập cho mình ở đây là mỗi bên 500 và cao 1 mét. Các bạn tr, cái này các bạn sẽ chia cho mình nhé, chia chia đối tượng, split này, split element, chia đây, được chưa, tr này, unjoin element, cái đường này xong rồi, xóa nó đi, các bạn finish, rồi tôi tiếp tục copy nó sang bên bên cạnh 2,5 mét, được không ạ? Escape này, escape một lần thì nó vẫn ở trong cái lệnh này, escape hai lần thì nó thoát hẳn lệnh. Tôi chọn lại cái này. Đấy, chỗ này nó có một cái điểm chéo này không? Các bạn copy nó sang đây cho mình. Ví dụ như này, xoay hướng này dễ nhìn nhá. Tốt này. Đó. Ở đây các bạn có cái công cụ xoay này, rotate RO, các bạn kích đây, khi mà các bạn kích vào thì ở trung tâm đối tượng nó có một cái chấm tròn này và nó có một cái đường để xoay này, thì cái chấm tròn này các bạn có thể place này để đặt cái địa điểm cho nó, đặt cái tâm xoay này, thì mình đặt vào đây. Đó, và các bạn chọn cho mình muốn xoay từ cái điểm này và mình xoay ra đến đâu đó là gọi là trung điểm của cái thằng này, trung điểm đường giao của cái thằng hai cái sông mái ấy. Thì đây khoảng khoảng như thế, các bạn có thể ướm như này, các bạn bắt vào điểm vào không vào gọi là không gian cũng được, không nhất thiết phải bắt điểm vào đối tượng. Đây, mình bắt điểm vào không gian như này, tương đối nhá, sau đó gì mình sửa sau. Ok, đó, ở đây các bạn có thể reset profile này thì cái tường nó có thể trở lại như ban đầu này,